ra cái dê đúng chứ là bị nó không đúng. Lục bình quá trời, nó lục bình như thế sao bình nó dở lên nữa ta, bơm gì là cũng rút trong rồi mà được có muốn nhiều. Cá ca mà vô đó là đúng rồi, cá ca với cá phi đâu với bà cá cúc mà không dính lưới rồi không đâu rồi đó. Con nào là lưới rồi cho nó ra dưới đầu lưới là cái nhỏ thôi. Cái này mày rồi lấy cần thân luôn đi, cũng dí luôn đi. Đúng rồi luôn. Tôi được coi cho chưa việc việc giùm chú đi mua được nhiêu mua. Chợ mấy ngày này mày về đi. Cá này 10.000 ký bán được không chị Tư? Dạ cá này quá trời nhỏ luôn rồi. Chị lên coi cái đó nó thiệt, cái đó ảnh bắt vô đây giờ đi chạy bắt cái cha luôn rồi. Không nhỏ dữ lắm. Giờ còn chú nhiều lắm. Để xuống được sao không xuống luôn mà. Xuống cái ngắn à. Con thì khét rồi đó. Xuống lên đây. Xuống lên đây. Xuống hết đi. Để đường nào cũng phải ấy giờ. Xuống lên đây. Xuống lên đây. Xuống lên đây. Có được vài con bự này chứ không có nhiều nữa. Mấy con đâu mà nhiều. Mấy con hành con đó. Mấy con hành con nhiều. Mấy con nhiều. Ok bắn được hả bài? Không. À, nhóm nó ngồi nó lết rồi, nó thấy cá nó mừng quá, nó lết luôn rồi. Tốt nhất bán cá này lắc ngoài, để quần á. Thì cá năm nào cũng hàng nhỏ nhất, tệ nhất là cũng hàng con. Ở đây đổ đồ nào? Ở đây là nó không lớn. Cái ông vừa. Cái chai đi. Anh hết heo rồi, anh thả không có cho ăn thức ăn là nó lớn. Nó cũng lo nó đẻ, không lo nó yêu rồi đẻ, không lo ăn. Mày đi vô đi. Vô lấy vỏ con nhóc tôi ra sách phụ Đức. Vỏ là cái này. Cái này mới có 5 cái vỏ làm sao rồi sách đủ. 5 cái vỏ là đủ. Bữa nay tướng thì kéo đâu rớt. Rớt. Đó, cá cha đó. Nay tướng thì kéo điền em qua hả? Cá cá lóc hầu như không có hả? À, cá con rớt, cá con được qua đây. Cá lóc vô đây là. Hả? Cá lóc hết vô lắm, cá lóc vô chứ sao? Đâu vô rồi. Vô con mãi rồi đó. Đặt lồi. Thôi. Vì hôm đó là tôi câu quá cho gà nó ăn. Trời đất. Thay vì đi mua cá kèo cũng vậy ha. Ừ. Không, câu quá tôi bầm á, tôi mua cái máy tôi bầm cho gà. Có cái máy bầm hả? Ừ, tôi mua cái máy xay. Ờ, à, máy xay chứ tự nhiên nó máy bầm. Nó làm gì mà có cái máy bầm. Có cái miệng bầm á. Ôi, còn nhiều lắm á hả? Còn nhiều á, cá cha nhiều lắm á. Ừ.
nhau quá. Cá tra nhiều á. Cá tra để bán đi. Càng có nhiều lưới là đàn cá với đàn cừu. Rồi giờ quay sát nó xong lùa nó ra được không? Nhóc lấy đi. Giờ khỏi xe này. Con cá tra này phải 7-8 kg không? Tới à? Con tới hả? Con tới hả? Bự đó 5 kg, 4 kg, 5 kg. Cái gió khác đừng có ta tại. Rồi xếp vô đi đi. Bay không có được. Vô đi. Quên, phải bắt kẹn chứ không bắt kẹn không có được. Làm gì anh làm bỏ vậy là tôi nó không được. Bỏ lớn này vô nó giận ăn ba nữa. Nó không được, nó nổi. Còn nó ăn luôn á. Nó không có lưới. Nó ăn luôn cái con á. Không. Nó ngại nó đi à. Nó cứng nhắc à. Ngại gì à. Nó vỏ. Nó không nhắc đâu. Giờ đâu có đi được, giờ mất đi rồi. Đi khác rồi. Báo. Thôi gì cũng chắc cứu nhất. Cá tra nhiều á. Thôi khỏi khỏi để đi con lại chứ. Ra đổ xuống để nó lên. Con bước rồi đó, đúng rồi. Thì cái này thật ngon lắm mày. Không? Ôm quá. Để tôi với Tài làm đây cho. Vô đi. Cậu mới khiêng vô chiếc, bỏ đi phân vô nữa, đậu nó đựng giống như bên ông An, tôi bỏ cổ chạy người luôn ha. Khiêng mình khiêng từ xe. Từ đây mà vô cả cổ ngựa. Lớp. Nghe đi đi về kéo người hát. Rồi vỏ rồi. Đó. Dạ đi, vỏ xuống đây. Nó là bà hát rồi kìa, nó về. Mẹ mời khiêng hai vỏ vô luôn đi. Cứ ra về khiêng hai vỏ thôi. Ta được hai vỏ ít nè. Mệt quá đi. Đèn không có nữa đâu. Vỏ nữa. Trời ơi, trời đụng má, vỏ gì hết mày. Bỏ ra bên đây xếp, đây bớt đi, đâu có nhiều nữa đâu. Có nhiều, vỏ nó hàng á. Cái này ra nữa, xong đi. Nhà xuống dưới ngủ chắc. Chứ mà lạ mà. Dưới, bự mà, đi bự mà. Bự mà tơ cá nhiều. Cá nhiều, tao quay cái gì nữa à. Nữa thì chắc là cái hàng chút. Quay qua cái xong rồi. Mấy con lưới này hồi đó giờ có kéo điện này là ngọt vô. Nó này lạ luôn. Lưới giờ mấy con kia kìa. Rồi đứa con vỏ nó không? Rồi nữa. Chơi nó toàn. Nè trời ơi, sống chụp. Lưới này bèo lắm rồi, phải 3-4 kg. Tụi mình đổ ra coi ngó không? Coi chừng. Đang có ngon cái trà bự thì bự luôn rồi. Còn giỏ nữa, phải giỏ nữa. Giỏ nữa mới hết. Giỏ này đúng không? Trời, cái này phải còn cái nhỏ nữa. Bốn con mập. Còn hành mây. Như sức luôn á. Còn nhiều không? Thêm giỏ nữa. Kêu đem giỏ ra. Giỏ lứa à, hả? Không hết rồi, giỏ lứa, còn nhiều á. Nhóc ơi, đem giỏ ra không nhóc ơi? Đem cái giỏ, hai cái giỏ ra nữa. Thôi, lên đỡ đi. Đâu rồi? Cái này không có thịt, không có thịt mỡ á, cái này có mùi. Cái ngạc luôn á, đã bắt một con quá rồi nè. Cà phê, cà phê. Xúc đâu xúc cái riêng được. Lấy cái rổ bỏ cái cha luôn đi.
đổ rồi bỏ cá tra nhảy ra. Xúc cái phi luôn mà. Trời xúc luôn đi. Ừ. Rổ nó hết không? Đang lấy cái vỏ ra xem. Cái rổ nó hơi xong rồi, rổ rồi. Đi rổ ba đồng cá nào đi. Cái gì? Hả rồi cá đã. Nãy mình đâu có đậu đâu đi. Vậy nãy có đậu không? Cái cha muốn gọi gì? Cái phi nãy. Để nó luôn đi. Cái nữa. Rổ nữa. Rồi. Cái đầu nắm không hết thiệt kìa chứ. Mà cái đuôi thì nắm dư sức. Chảy rồi, cứ lên. Đâu có vô con quần trong đó được. Trời ơi, thấy không? Ý mà đứng nãy giờ mà nó lúng luôn á. Quang Nam. Cái gì vậy? Đụng xong nó ngãi cây. Đụng tự mày bóp chung của tao.